A Hàm, Hán dịch, Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm, Việt dịch và hiệu chú, Thích Tuệ Sỹ, Kinh Hòa-phá, tôi nghe như vậy. Một thời Phật du hóa tại Thích Kỳ Sấu nước Ca Duy La về, trong vườn Ni câu loài. Bấy giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên cùng với chúng đại tỳ kheo sau giờ ăn trưa, vì có việc nên tập họp ngồi tại giảng đường. Lúc bấy giờ Ni Kiền có một người đệ tử thuộc dòng họ Thích tên Hòa-phá, sau giờ ăn trưa, thong thả đi đến chỗ tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Cùng chào hỏi nhau rồi ngồi sang một bên. Bấy giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên hỏi sự việc như thế này. Này Hòa-phá, ý ông nghĩ sao? Giả sử có tỳ kheo thủ hộ thân, miệng, ý. Trong trường hợp này, ông có thấy vị ấy nhân đó mà sanh khởi lậu bất thiện, khiến cho đến đời sau chăng? Hòa-phá trả lời rằng, Này Đại Mục Kiền Liên, giả sử có vị tỳ kheo thủ hộ thân, miệng, ý. Trong trường hợp này tôi thấy rằng nhân đó mà sanh khởi lậu bất thiện, khiến cho đến đời sau. Này Đại Mục Kiền Liên, giả sử có ai ở đời trước hành bất thiện hạnh, người ấy do đó mà sanh khởi lậu bất thiện khiến cho đến đời sau. Lúc đó Đức Thế Tôn đang tĩnh tọa ở chỗ vắng vẻ, bằng thiên nhĩ thanh tịnh siêu việt loài người, nghe tôn giả Đại Mục Kiền Liên và Thích Hòa-phá đệ tử của Ni Kiền cùng bàn luận như thế. Đức Thế Tôn nghe xong, vào lúc xế chiều, rời chỗ tĩnh tọa, đi đến giảng đường, trải chỗ và ngồi trước chúng tỳ kheo. Sau khi ngồi, Đức Thế Tôn hỏi rằng, Này Đại Mục Kiền Liên, vừa rồi ông cùng đệ tử của Ni Kiền Thích Hòa-phá bàn luận về việc gì? Lại có việc gì mà tập họp ngồi tại giảng đường? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên bạch rằng, Bạch Thế Tôn, hôm nay con cùng với chúng đại tỳ kheo sau giờ ăn trưa, vì có việc nên tập họp ngồi tại giảng đường. Lúc bấy giờ đệ tử Ni Kiền thuộc Thích Hòa-phá này, sau giờ ăn trưa, thong thả đi đến chỗ con. Cùng chào hỏi nhau rồi ngồi sang một bên. Con hỏi như vậy. Này Hòa-phá, ý ông nghĩ sao? Giả sử có tỳ kheo thủ hộ thân, miệng, ý. Trong trường hợp này, ông có thấy vị ấy nhân đó mà sanh khởi lậu bất thiện, khiến cho đến đời sau chăng? Hòa-phá trả lời con rằng, Này Đại Mục Kiền Liên, giả sử có tỳ kheo thủ hộ thân, miệng, ý. Trong trường hợp này tôi thấy rằng nhân thế mà sanh khởi lậu bất thiện, khiến cho đến đời sau. Này Đại Mục Kiền Liên, giả sử có ai ở đời trước hành bất thiện hạnh, người ấy do đó mà sanh khởi lậu bất thiện khiến cho đến đời sau. Bạch Thế Tôn, vừa rồi con cùng Thích Hòa-phá đệ tử Ni Kiền bàn luận như vậy. Vì việc đó mà ngồi tập họp tại giảng đường. Lúc đó Đức Thế Tôn bảo Thích Hòa-phá, đệ tử của Ni Kiền rằng, nếu những gì ta nói là đúng, ông trả lời là đúng. Nếu không đúng ông nên trả lời là không đúng. Ông có điều gì nghi ngờ thì nên hỏi ta như vậy. Sa-môn Cù-đàm, cái này có sự gì? Cái này có ý nghĩa gì? Tùy những điều ta nói mà ông có thể tiếp nhận được thì ta với ông có thể bàn luận điều ấy. Hòa-phá trả lời rằng, Sa-môn Cù-đàm, nếu điều ngài nói là đúng, tôi sẽ nói là đúng. Nếu không đúng tôi sẽ nói là không đúng. Nếu có điều nào nghi ngờ tôi sẽ hỏi Cù-đàm. Thưa Cù-đàm, điều này có sự gì? Điều này có nghĩa gì? Tùy theo những điều Sa-môn Cù-đàm nói, tôi tiếp nhận. Vậy, Sa-môn Cù-đàm hãy cùng tôi bàn luận việc ấy. Đức Thế Tôn hỏi rằng, Ý Hòa-phá nghĩ lao. Giả sử có tỳ kheo sanh khởi thân hành bất thiện, lậu, nóng bức, yêu sầu. Vị ấy sau đó thân hành bất thiện được diệt trừ, không tạo thêm những nghiệp mới, vứt bỏ nghiệp cũ, tức thời ngay trong đời hiện tại liền đạt đến cứu cánh, không còn bị nóng bức, thường trụ bất biến, tức điều được nói là được thấy bởi thánh tuệ, được biết bởi thánh tuệ. Nếu thân hành bất thiện, khẩu hành bất thiện, ý hành bất thiện, vô minh hành, lậu, nóng bức và yêu sầu, người ấy sau đó diệt trừ vô minh hành bất thiện, không tạo thêm những nghiệp mới, vứt bỏ nghiệp cũ, ngay trong đời này liền chứng được cứu cánh, không còn nóng bức, thường trú bất biến, tức điều được nói là được thấy bởi thánh tuệ, được biết bởi thánh tuệ. Thế nào, Ngài Hòa-phá tỳ kheo thủ hộ thân, miệng, ý như vậy, trong trường hợp này ông có thấy vị đó nhân mà sanh khởi lậu bất thiện, khiến cho đến đời sau chăng? Ngoặc kép chấm, Hòa-phá trả lời rằng, chấm, thưa Cù-đàm, giả sử có vị tỳ kheo thủ hộ thân, miệng, ý như vậy, trong trường hợp này tôi không thấy vị ấy do đó mà sanh khởi lậu bất thiện khiến cho đến đời sau. Đức Thế Tôn khen rằng, chấm, lành thay, Hòa-phá, thế nào, này Hòa-phá, nếu có tỳ kheo vô minh đã dứt hết, mình đã sanh khởi. Vị ấy vô minh đã dứt hết, mình đã sanh khởi. Cảm giác về hậu thân sanh khởi thì biết là cảm giác về hậu thân sanh khởi. Khi cảm giác về hậu mạng sanh khởi thì biết là cảm giác về hậu mạng sanh khởi. Khi thân hoại mạng chung, tuổi thọ đã kết thúc, ngay trong đời này, tất cả mọi cảm giác đã ngưng bặt, tự thân mình biết sẽ đi đến chỗ lãnh đạm hoàn toàn. Này Hòa-phá, cũng như nhân cây mà có bóng. Giả sử có người mang búa thật bén đến chặt đứt rễ cây, chặt nát ra thành nhiều khúc, phá làm 10 phần, hoặc 100 phần, đốt cháy thành tro, rồi hoặc để gió thổi bay đi, hoặc mang bỏ vào trong nước. Ý Hòa-phá nghĩ lao, bóng nhân cây mà có. Bóng ấy do đó mà mất hẳn cái nhân của nó, nên tuyệt diệt không còn sanh nữa chăng? Ngoặc kép chấm, Hòa-phá trả lời rằng, chấm, đúng như thế, thưa Cù-đàm. Này Hòa-phá, nên biết vị tỳ kheo kia lại cũng như vậy. Vô minh đã dứt hết, mình đã sanh khởi. Vị kia vô minh đã dứt hết, mình đã sanh khởi. Cảm giác về hậu thân sanh khởi thì biết là cảm giác về hậu thân sanh khởi. Khi cảm giác về hậu mạng sanh khởi thì biết là cảm giác về hậu mạng sanh khởi. Khi thân hoại mạng chung, tuổi thọ đã kết thúc, ngay trong đời này, tất cả mọi cảm giác đã ngưng bặt, tự thân mình biết sẽ đi đến chỗ lãnh đạm hoàn toàn. Này Hòa-phá, vị tỳ kheo với tâm giải thoát trơn tránh như vậy, liền được 6 trụ xứ thiện. 6 trụ xứ đó là gì? Này Hòa-phá, tỳ kheo mắt thấy sắc mà không hỉ, không yêu, xả cầu, vô vi, chánh niệm, chánh trí. Này Hòa-phá, vị tỳ kheo chánh tâm giải thoát như vậy, đó gọi là được chú xứ thiện thứ nhất. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý biết pháp mà không hỉ không yêu, xả cầu, vô vi, chánh niệm, chánh trí. Này Hòa-phá, vị tỳ kheo chánh tâm giải thoát như vậy, đó gọi là được trụ xứ thứ 6. Hòa-phá bạch rằng, chấm, đúng như vậy, thưa Sa-môn Cù-đàm. Ngoặc kép chấm, đa văn thánh đệ tử chánh tâm giải thoát như vậy, được 6 trụ xứ thiện. 6 trụ xứ thiện là những gì? Ngoặc kép chấm, thưa Cù-đàm, đa văn thánh đệ tử khi mắt thấy sắc, không hỉ, không yêu, xả cầu, vô vi, chánh niệm, chánh trí. Này Hòa-phá, tỳ kheo với tâm giải thoát trơn tránh như vậy, được nói là đạt được trụ xứ thiện thứ nhất. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý biết pháp mà không hỉ, không yêu, xả cầu, vô vi, chánh niệm, chánh trí. Này Hòa-phá, tỳ kheo với tâm giải thoát trơn tránh như vậy được nói là đạt được trụ xứ thiện thứ 6. Này Hòa-phá, tỳ kheo với tâm giải thoát trơn tránh như vậy, được 6 chú xứ thiện này. Hòa-phá bạch rằng, chấm, đúng như thế, thưa Cù-đàm, đa văn thánh đệ tử với tâm giải thoát trơn tránh như vậy, được 6 chú xứ thiện. Thưa Cù-đàm, đa văn thánh đệ tử khi mắt thấy sắc, không hỉ, không yêu, xả cầu, vô vi, chánh niệm, chánh trí. Thưa Cù-đàm, đa văn thánh đệ tử với tâm giải thoát trơn tránh như vậy, được nói là đạt được trụ xứ thiện thứ nhất. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý biết pháp mà không hỉ, không yêu, xả cầu, vô vi, chánh niệm, chánh trí. Thưa Cù-đàm, đa văn thánh đệ tử với tâm giải thoát trơn chánh như vậy được nói là đạt được trụ xứ thiện thứ 6. Như vậy, thưa Cù-đàm, đa văn thánh đệ tử với tâm giải thoát trơn chánh như vậy, được 6 trụ xứ thiện này. Rồi thì, Hòa-phá bạch Thế Tôn rằng, Bạch Đức Cù-đàm, con đã biết. Bạch Đức Thiện Thể, con đã hiểu. Bạch Đức Cù-đàm, cũng như người có mắt sáng, cái gì bị úp thì lật lên, cái gì bị che đẩy thì dở ra. Đối với người mê thì chỉ đường cho. Trong tối tăm thì cho ánh sáng để ai có mắt thì thấy ánh sáng màu sắc. Sa-môn Cù-đàm cũng giống như vậy, vì con mà dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp và hiển hiện nghĩa lý, theo đạo thậm thâm. Bạch Thế Tôn, hôm nay con xin tự quy y với Phật, Pháp và chúng tỳ kheo, duy nguyện Thế Tôn nhận cho con làm yêu bà tắc. Kể từ hôm nay trọn đời xin tự quy y, cho đến mạng chung. Bạch Thế Tôn, cũng như người nuôi con ngựa giờ mà mong có lợi ích. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. Ni Kiền ngu si kia không khéo hiểu rõ, không thể giải biết, không biết được dụng tốt, không suy xét mà cung kính, lễ bái, phụng sự trong một thời gian dài, mong được lợi ích, nhưng chỉ luống nhọc khổ, vô ích. Bạch Thế Tôn, con nay lần nữa xin tự quy y Phật, Pháp và chúng tỳ kheo, duy nguyện Thế Tôn nhận cho con làm yêu bà tắc. Kể từ hôm nay, trọn đời xin tự quy y, cho đến mạng chung. Bạch Thế Tôn, con vốn không biết nên đối với Ni Kiền ngu si kia mà có tín, có kính, từ nay dứt hẳn. Vì sao thế? Vì phỉnh gạt con vậy. Bạch Thế Tôn, nay lần thứ 3 xin tự quy y với Phật, Pháp và chúng tỳ kheo, duy nguyện Thế Tôn nhận lời cho con làm yêu bà tắc. Hôm nay, trọn đời xin tự quy y, cho đến khi mạng chung. Phật thuyết như vậy, Thích Hòa-phá và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỉ phụng hành.